Ok, hello xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại kênh channel của mình và mình là Thắng nè. Và cái nhiệm vụ ngày hôm nay của Thắng là sẽ phải đi rủ rê tất cả các bạn bè trong cái thành phố này, tất cả các người dân ở trong cái thành phố này trở thành 500 anh em với Thắng và trở thành một đội quân để đi đập tan các bang phái khác. Và Thắng sẽ là người cầm đầu. Ok, và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng hay thì hãy nhớ để lại cho Thắng một like và đăng ký kênh để nó thật nhiều để ủng hộ video tiếp theo. Còn bây giờ thì let's go. Bây giờ thì cái đội quân của Thắng có 2 người, Thắng và cái thằng bạn thân của Thắng. Thì Thắng mới đi rủ rê được cái thằng bạn thân của Thắng thôi. Bây giờ Thắng phải đi rủ rê rất là nhiều người nữa thì mới trở thành một đội quân đông nghịt 500 anh em được chút. Chứ bây giờ có 2 thằng mà đi quấn nhau nó quấn cho què cẳng. Bây giờ Thắng sẽ đi rủ rê nha. Thì chơi trò này dễ lắm. Đây vẫn play này. Đó các bạn ơi. Đó, bây giờ nha, cứ ai mà người màu trắng là chạm vào mình ấy, người màu trắng là người bình thường nha, chạm vào mình phát là sẽ biến thành cái đội quân của mình nha. Còn những cái màu khác là đội quân khác đấy, nó sẽ quánh mình nha các bạn ơi. Đấy, người ta cho mình thời gian là 2 phút để mình thu thập với cả đi quýnh nhau phá bang phái của nó nữa. Ui giời ơi, trời đông người quá các bạn ơi. Trời ơi, đội quân của mình đã có 16 người, 18 người đi thẳng nè. Ui, đội quân ai? À, đội quân của ai này? Đội quân ông già Noel này. Chạy à, 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 thôi. Đó, mình bắt được một đội quân rồi nha các bạn ơi. Đó, bên này các bạn ơi, bên này có rất là nhiều đội quân này. Mình sẽ đi theo đường mũi tên nha. Đấy, đội quân của anh nhiều hơn thì người đấy sẽ giành chiến thắng. Rồi, đi sang bên tay trái này. Wow, một đội quân 15 người gặp. Wow, trên này có một đội quân này. Ý, đây nè, nó chạy đi. Wow, chạy à, đội quân 7 người này. Úi giời ơi, à, chạy đi, chúng mày chạy đi, chúng mày chạy đi. Rồi, mình đã không được một cái đội quân anh xa điên nha. Hai đội quân rồi các bạn ơi. Bên dưới này còn một đội quân 17 người này. Hay lắm, hay lắm. Mình còn một phút nè, bên dưới này còn nè. Wow, đội quân của Thắng bây giờ có 85 người luôn. Úi giời, úi giời, đội quân màu hồng này. À, đã bắt được tên cầm đầu nha, và bắt được cái tên cầm đầu nha. Đói, đội quân của mình bây giờ đã gia tăng lên 124 người. Bây giờ mình có thể bắt nạt được tất cả các đội quân này, tất cả các bang phái này. Rồi, ui giời, bọn kia nó đi đâu mà xa thế nhỉ? Wow, đây nè, 100, ui ôi, thôi xong, đội quân này chạy 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 170 rồi, ua, đội quân kia càng ngày càng đông các bạn ơi. Trời ơi, đông hơn cả mình luôn nên là mình không dám ho e. Mình chỉ đứng thứ hai thôi, mình đứng top thứ hai nha. Rồi đi sang bên này, ở dưới này có một cái đội quân 93 người này. Mình sẽ đi xuống đây. À, càng ngày càng đông luôn, 250 mấy gặp cùng đội quân càng ngày càng đông. Sợ thật, dã man, dã man. Rồi đi sang bên này, ui dồi ôi, tóm được cái đội quân màu hồng này. Ui dồi ôi, bây giờ mình có thể bắt lại cái đội quân 294 đi rồi. Đâu, 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 đâu. Đâu, ui dồi, hết thời gian rồi các bạn ơi. Đang định ra bắt cái đội quân màu tím kia. Wow, mình đứng top 1 luôn nè. Top 1, 1 FT luôn. Play, continue. Chơi cái trò này cảm giác nó cực kỳ là phê luôn. Đó, trời ơi. Wow, mình được cộng thêm 1 anh em đấy. Thế là mình đã có 2 anh em thân rồi. Đấy, 2 anh em này sẽ không bao giờ phản bội mình. Ok, play. Úi giời ơi. Rồi, đã. Úi ôi, đầu kia có 2 anh em màu xanh kìa, nó chạy nhanh quá, bạn không đuổi được đâu. Ui, sang bên này, sang bên này, bên này. Úi giời ơi, màu xanh này, mày chạy à? Trời ơi, để cái thằng cầm đầu chạy mất rồi bạn ơi. À, cái thằng cầm đầu mày chạy đâu, mày chạy đâu, tao bắt mày được mày. Mày chạy đi á, mày chạy đi á, mày chạy đi á, mày chạy đi. Úi giời ơi, nó đông hơn này. Úi giời ơi, các bạn ơi, nó vẫn chạy nè, nó vẫn chạy nè. Hay lắm, hay lắm, còn một tên nữa thôi. Nào, mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi. Úi giời ơi, đội quân này, úi giời ơi, đội quân 16 người, ghê quá, ghê quá. Rồi, bây giờ mình 19 người rồi. Hay lắm, hay lắm, bắt được tên cầm đầu rồi. À, đội quân màu hồng này, mày toi ngay, mày toi ngay. Mày chạy, chúng mày chạy đi đâu? Chúng mày chờ tao nữa. Ui, màu hồng ơi. Màu hồng phải sắc nhập vào màu đỏ nha. Màu hồng phải sắc nhập vào màu đỏ nha. Trời ơi, bọn màu hồng này nó chạy nhanh quá. Ui giời ơi, ui giời ơi. Mình bỏ qua các bọn màu vàng rồi. Mình cứ tưởng cái bọn màu vàng nó đông lắm cơ. Hay lắm, màu hồng này, màu hồng này. Màu hồng ơi, nó sắp sắc nhập vào mình hết rồi bạn ơi. Màu hồng giờ còn một người bạn ơi. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Hay lắm, ui giời ơi, đuổi mãi được bọn này. Bây giờ mình có 112 người rồi. Wow, trên đông người quá các bạn ơi. Trời ơi, bên này, đây. Đấy. Cái thằng cầm đầu nha, cái thằng đội vương miệng là mình nha các bạn ơi. Mình là người cầm đầu này. Wow, thành phố này cực kỳ là đông người luôn. Bây giờ mình sẽ đi tìm nào. Đây, ở dưới đây còn rất là nhiều các quân luôn. Đội quân 64 người à. Đây, đi một tên trả xuống, trả xuống, trả xuống. Ui giời ơi, ui giời ơi. Đi sang bên này. Bệnh viện này hospital. Hospital là bệnh viện. Các bạn ơi, không thấy một đội quân nào cả. Từ lên giờ nó đã sợ mình, nó chạy hết đi rồi. Thôi đi xuống, xuống, xuống. Đây, đây. Đội quân 153 người đang ở đâu đây? Đội quân 153 người. Ôi ôi, hết giờ rồi các bạn ơi. Không tìm được đội quân nào khác à.
Ôi, bọn nó thấy mình đi, thấy mình đứng tốt bọn nó chạy hết. Ôi, bên này mình nhiều quân này, còn 10 giây, còn 10 giây các bạn ơi, còn 10 giây. Wow, đội quân màu xanh đậm, ui sợ ôi, ui sợ ôi, xanh đậm, ui sợ ôi, wow. Phê phê phê, chơi cái trò này, nói phê dã man luôn. Tiếp tục, ôi, mình lại đứng xếp thứ nhất, một ST. Wow, à, mình có thể thay đổi skin được nha các bạn ơi, đấy. Mình sẽ tìm cái skin nào đẹp đẹp. Wow, có rất là nhiều skin luôn. Wow, mình sẽ lấy skin. Wow. Mình sẽ lấy skin những cái con này để cho bọn nó nhìn mình cho nó sợ. Còn đây, trời ơi, skin con quái vật này. Ôi, không thấy những người dân bình thường đâu hết rồi. Để đi ăn chung cái, à không, để đi rủ dê. À, có hai tên này, hai tên này. Ôi, tha cho chúng mày đấy. À, mình cắp hai tên này, cắp hai tên này. Đây, hai tên này chắc chắn ạ. À. Mày chạy, chúng mày chạy, chúng mày chạy đi, chúng mày chạy, chúng mày. Ui sợ ôi, một tên. Ôi trời ơi, ui sợ ôi, bắt được tên cầm đầu là được cộng 10 anh em nha các bạn ơi. Hay lắm, hay lắm. Ôi, sao không thấy những người anh em bình thường đâu hết rồi, để mình sáp nhập cái nhỉ. Mình lôi kéo cái nhỉ, đây, ui sợ ơi, đây. Đâu rồi, đây, có một người bị đánh ít quá các bạn ơi. Ôi, ôi, ôi. Ui giời ơi, ít người quá, đây còn hai người, đây còn hai người. À, ui rồi, ui rồi. Thôi xong, 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 xong. Ui sợ ôi, vừa gặp cái đội quân nó nhiều người. Ui sợ ôi, ui sợ ôi, thôi xong, 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 chạy, chạy, chạy. Ôi, cái đội quân ngựa này nó đông hơn. Tín thì toi bạn ơi, thôi, đi. Rủ dê, 500 anh em. À, đây có đội quân màu hồng này, đội quân màu hồng này, 40 người. À, chạy, chạy, chạy bạn ơi. Ui sợ ôi, chạy, 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 chạy. Đội quân màu hồng đông quá, đội quân màu hồng này đông quá. Wow, 36 rồi, 37, 38. Wow, đội quân màu hồng này, nào, 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 ăn đi. Ui dồi, mày ăn được, mày ăn được. Đâu rồi, cái máy của mình chán thật đấy. 71 này, 74 này. Wow, wow, wow. Wow, nào, nào, nào. Giờ ai ăn được ai, nào, nào, nào. Trời ơi, trời ơi. Ui dồi, à, đội quân ngựa này. À, wow, ơi. Mình vừa ăn được mấy con ngựa đấy xong. Trời ơi, bây giờ không sợ ai luôn. Nào, à, cái bọn quân màu hồng này vẫn còn này. Chạy đi, chúng ta chạy đi. Ui dồi ôi, xem ai chạy nhanh hơn ai. Nào, cái thằng cầm đầu kia. Cái thằng cầm đầu kia, cái thằng cầm đầu. Cái thằng cầm đầu, ok. Trời ơi, bây giờ mình chiếm quyền cả thành phố rồi này. Wow, hết giờ. Wow, nhìn cực kỳ là phê luôn. Trời, mình toàn xếp thứ nhất thôi các bạn ạ. Mình toàn xếp thứ nhất thôi. Continue. À, bây giờ mình sẽ chọn skin khác nha. Mình sẽ chọn cái skin anh đi tù này. Ok, play các bạn ơi, skin anh đi tù. Nào, bắt đầu luôn. Trên cái trò công phê dã man luôn. Ui, sao chẳng có người dân gì. Đi sang bên này các bạn ơi, đi sang bên này nào. Đây, có hai người dân này. Mình chạy chậm hết nhỉ. Ui giời ơi, đã xác nhập được hai anh em ở đâu. À, đây có ba anh em. Ba anh em rồi, đi sang bên này. Đây, đi lên. Đó, đó. Ui giời ơi, chạy lên, chạy lên, chạy lên. Ui giời ơi, chỗ này đông dân quá bạn ơi. Chỗ này đông dân quá. Ê, ê, chỗ này đông dân quá. Wow, trên này mới đông này bạn ơi. Trên này đông này, trên đông hơn này. Đó. À, wow, mấy người liền, 5 người, 6 người. Ui giời ơi, ui giời ơi, ui giời ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chiến đấu. Wow, wow. Sáp nhập rất là nhiều luôn. Bây giờ sẽ đi tìm những cái đội quân khác để chiến đấu nhá. Wow. Bên này có đội quân màu đỏ này, màu hồng này, màu hồng này. Mình sẽ tìm đội quân màu hồng nhá. Đội đội quân màu xanh 40. À nào, mình ăn được nha, mình ăn được, mình ăn được nha bạn ơi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi anh em ơi, chạy đi. Ui sợ ơi, ui sợ ơi. Ui sợ ơi, đội quân màu đen này, đội quân màu đen hay quá, hay quá, hay quá. Ua, đội quân màu da cam nữa. Ui sợ ơi. Bắt được một quả luôn ơi. Mình rất là khỏe luôn. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Về chưa? Về chưa? Tiếp tục nào, anh nghĩ là người ta phải cho chơi không có giới hạn thời gian thì chơi nó mới sướng. Ồ, người ta cứ giới hạn thời gian 2 phút đi, không biết có cài đặt được thời gian. Wow, chỗ này đông dân quá bạn ơi này. Trời ơi, chỗ này là đông rồi. Đấy, trên này có nhiều đội quân này này. Đội quân màu vàng này, chạy đi đâu, đội quân màu vàng kia, chạy đi đâu. Hay lắm, vào đây, vào đây, hay lắm. Hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Wow, là đã luôn. Ôi, còn 27 giây, à, đội quân màu hồng này. Nào, chạy đi, chạy đi. Chơi cái trò này quê lắm, mình không muốn dừng một chút nào. Bật đội quân màu đen này. Ồ, đội quân chim cánh cụt nè. Wow, từ nâng khắp thành phố mình gọi rồi. Còn 13 giây, 400 người mấy người này, sợ quá. Đông kịp luôn, kình 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 kình. À, còn có 3 đội này bạn ơi. Còn 3 đội này, bây giờ mình gặp bọn nào là mình bắt nạt cái bọn đấy. Nhưng mà người ta cứ giới hạn thời gian đi chơi không sướng. Ok, bây giờ thì mình sẽ chọn cái skin khác.
xem nào. Có skin nào đẹp không ta? À, có cả skin em trai này. Đấy, có skin em trai luôn. Đây, mình sẽ chọn cái skin em trai này. Đây, trời ơi, skin nó play. Ồ, bắt được 3 người luôn nè, hay lắm. Sao bên này, trời ơi, skin em trai luôn nha. À, đây có một người này đó. Mới đầu ấy thì một hai người rất là quý luôn. Trời ơi, thôi, sao chỗ này vắng thế nhỉ các bạn ơi. Chỗ này vắng quá đi. Vắng quá, đi sang bên này, sang bên này, sang bên này. Sang bên này thôi. Bên này rất là nhiều đội. À, trên này còn đội 3 người này. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Mình đã có 27 người rồi. Tiếp tục ở bên dưới này này. Mình sẽ đi xuống dưới nha. Đây, ở dưới này mình có này. Wow, dưới này có rất là nhiều đội luôn. Trời ơi, ôi giời ơi. Wow, bên này có nhiều đội này các bạn ơi. Bên này có nhiều đội này. Mình sẽ đi tìm hết luôn. Các đội kia cách xa mình rất là xa. Ồ, trên này có đội 47, 48 người này. Nào, xác nhập vào đây. Sao game trai này mình nghe có vẻ chạy chậm thế nhỉ các bạn ơi. À, dưới này, chạy xuống dưới này rồi các bạn ơi. Đi xuống dưới này nào. Nào, ui, đội quân 64 người ui, hơn mình rồi các bạn ơi. Mình xếp thứ hai rồi. Mình xếp thứ hai rồi. À, không sao, mình đã xác nhập được. Mình đã xác nhập được rất nhiều. Wow, trên này đông người quá các bạn ơi. À, 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 à. Ui giời ơi, thôi xong, tí nữa thì mình thua. Thôi xong, bây giờ mình còn một người này. Ui, số đen quá. Số đen quá các bạn ơi. Bây giờ đấu lại này, wow, số cực kỳ đen. Quá là, ui, mình làm phát xếp thứ 6 luôn các bạn ạ. Quá là chán. Bây giờ mình phải đi thu tập anh em khác này để xếp cao hơn. Trời ơi, trời ơi. À, trời đông người quá các bạn ơi. Chỗ này cực kỳ là đông người luôn này. Hay lắm, hay lắm. Ui, hết thời gian rồi. Ui, ván này chơi không hay các bạn ơi. Ván này chơi không hay. Wow, xong rồi, ván này mình xếp từ mét rồi các bạn ơi. Sơ suất, quá là sơ suất mà. Bạn xếp thứ 5 rồi, hết giờ rồi các bạn ơi. Wow, cái đằng màu da cam kia, xếp thứ nhất luôn nè. Thôi xong, 7 giây, 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây và hết giờ. Rồi, hết giờ rồi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa, các bạn thấy đội quân 500 anh em của thằng Quốc Đông không? Ui, chiếm trọn nguyên cả một thành phố luôn đấy. Đi tới đâu là dập tan thì đấy. Ván nào thắng chơi cũng thắng con xếp thứ nhất luôn. Thì bây giờ thằng mày dừng cái video tại đây rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn xem cái video này của thắng nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.